đám cưới siêu bá đạo chú rể bị lột tranh trước giờ rước dâu. Mới đây, những hình ảnh đám cưới bá đạo của cặp đôi trẻ ở Trung Quốc đã trở thành tâm điểm quan tâm của nhiều người. Theo tin từ Sina, vài ngày qua, một cặp đôi trẻ đã quyết định tổ chức đám cưới đặc biệt để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Được biết, cặp đôi trẻ này tổ chức đám cưới tại Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Chú rể là một chàng trai trẻ đến trai. Trước khi rớt dâu, chú rể ăn mặc khá chỉnh tề, nhưng gần giờ rớt dâu thì bất ngờ bạn bè chú rể này nảy sinh ý định lột tràn chú rể để mang lại khoảnh khắc đáng nhớ cho cặp đôi trẻ. Sau đó, vì sợ muộn giờ rớt dâu, chú rể này quyết định hòa theo không khí của bạn bè đến nhà gái rớt dâu trong tình trạng bán khỏa thanh, nghĩa là khi đến rớt dâu anh sẽ không mặc áo và chỉ mặc đúng một chiếc quần sóc ngắn cuồn cỡn trong cái giá lành chính đồ dê. Theo đó, 6 giờ 15 phút cùng ngày, chú rể trẻ cùng gia đình, các đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đến nhà gái rước dâu. Để thể hiện tình yêu rõ rắc với người con gái mình yêu, theo kế hoạch của bạn bè chú rể, chú rể đã không ngàn ngại bán khỏa thanh, chỉ mặc đúng chiếc quần sóc đỏ và ôm cô dâu vô cùng tình cảm. Trong khi nhiệt độ ở ngoài trời lúc 7 giờ là 9 độ C, thời tiết rất lạnh nhưng không khí lễ cưới vẫn tương bừng. Có thể nói hiếm thấy một đám cưới nào lại nhộn nhịp đến như thế, cũng chưa từng thấy chú rể nào lại anh hùng đến như vậy, những người chứng kiến hôn lễ cho hay. Một vài người lại cho rằng chú rể làm vậy là hơi quá, không nhất thiết phải thể hiện tình cảm bằng cách đó. Tuy nhiên đám cưới đã diễn ra rất rôn rẽ, hạnh phúc, hơn ai hết, ngày hôm đó cô dâu đã cười rất nhiều.